Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay tối thứ Ba, 16 tháng 3, 2021. Chương trình Bản tin Hoa Thình Đốn xin được phát hình tiếp phần 6, phim tài liệu Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao từ năm 1965 đến năm 1975. Sau đây Minh Thúy mời quý vị theo dõi đoạn 7 của phần 6, phim tài liệu qua đề tài, phong trào phản chiến và ảnh hưởng đối với chính sách Việt Nam của Hoa Kỳ, với cựu đại sứ Bùi Diễm. Thưa ông, cũng như ông đã nói là thì ông có thể cho biết cái mức ảnh hưởng của phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ đối với giới chính trị cũng như chính sách Việt Nam của chính quyền Hoa Kỳ. Theo thống kê của Gallup thì cứ khi nào mà cái phong trào chống chiến tranh dâng cao thì cái tỷ lệ người ủng hộ cho cuộc chiến giảm. Cụ thể, tháng 8 năm 1965 thì có 52% dân chúng ủng hộ cuộc chiến. Đến tháng 5 năm 1971 thì chỉ còn có 28 người ủng hộ cuộc chiến. Vậy thì ông thấy như thế nào về cái mức ảnh hưởng của cái phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ đối với giới chính trị cũng như chính sách Việt Nam của chính quyền Hoa Kỳ? Cái ảnh hưởng của phong trào phản chiến đối với lại dư luận ở Hoa Kỳ và đối với chính giới ở Hoa Kỳ đó, thì điều đó ai cũng nhận thấy rất rõ rệt. Mà cái ảnh hưởng đó dĩ nhiên tác động ở trên cái chính giới của Hoa Kỳ trước. Nhưng mà nếu mà chính giới của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi những cái phong trào phản chiến, thì những cái phong trào phản chiến đó cố gắng để mà dấy động cái dư luận của người dân Hoa Kỳ. Mà khi dấy động được cái người dư luận của người dân Hoa Kỳ thì cái dư luận đó sẽ có sự tác động ở trên cái chính trường của Hoa Kỳ, những dân biểu, những thượng nghị sĩ, vì họ phải lo cho chính cái bản thân của họ, cho những chỗ đứng của họ, cho nên dần thì là chiều theo cái sự mong muốn của dư luận. Một cái dư luận đã bị ảnh hưởng bởi phong trào phản chiến rồi thì những cái giới chính trị đó, dân biểu hay thượng nghị sĩ, cũng phải bắt buộc phải đi theo cái chiều hướng đó. Và vì vậy chúng ta thấy rằng thì là cái sự chuyển hướng về chính sách của Hoa Kỳ ấy, nếu mà cụ thể thì chúng ta nhìn thấy trước mắt là sự chuyển hướng ở chính quyền Hoa Kỳ, ở cái ngành hành pháp của Hoa Kỳ, ở Tổng thống Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hay là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Nhưng mà chính ông Tổng thống, Bộ Ngoại giao hay Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó, tức là cái bộ máy hành chính đó, đã bị ảnh hưởng bởi là cái thái độ đã bị lay chuyển của những giới gọi là giới lập pháp, tức là Quốc hội Hoa Kỳ. Anh em chúng ta nhìn thấy một mặt thì phong trào phản chiến ảnh hưởng đến dư luận Hoa Kỳ. Mà một khi dư luận ở Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng theo cái chiều hướng đó rồi, thì cái dư luận Hoa Kỳ đó có cái ảnh hưởng ở trên cái giới lập pháp của Hoa Kỳ. Rồi từ cái giới lập pháp của Hoa Kỳ sẽ có những cái gọi là những cái sự có thể nói rằng thì là áp lực để buộc cái chính quyền Hoa Kỳ, tức là ngành hành pháp của Hoa Kỳ, theo cái chiều hướng của dư luận, và của dư luận tức là của những cái người ở trong cái giới gọi là lập pháp của Hoa Kỳ. Trong cái thể chế của chính phủ Hoa Kỳ thì chúng ta không nên quên rằng thì là có lập pháp, có tư pháp, có hành pháp, nhưng mà cũng có báo chí, tức là giới truyền thông. Ở những nước khác thì có khi cái gọi là cái giới truyền thông không được mạnh lắm, nhưng mà ở Hoa Kỳ thì đấy cũng là một cái yếu tố lớn ở trong cái gọi là cái thể chế dân chủ của Hoa Kỳ. Mà vì vậy chúng ta thấy phong trào phản chiến qua giới truyền thông làm áp lực trên dư luận, rồi dư luận
làm áp lực trên chiến trường Hoa Kỳ qua cả hành pháp lẫn luật pháp. Thưa ông, ở tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, mình có sử dụng những cái phương tiện truyền thông báo chí hoặc tổ chức những cái buổi gặp trực tiếp nào với các cá nhân hoặc tổ chức để mà mình giải thích cho những cái thông tin về Việt Nam Cộng Hòa và để đối phó với cái những cái thông tin nó không chính xác từ phong trào phản chiến không ạ? Có rất nhiều là bởi vì những cái nhân viên của tòa đại sứ cũng được phái đi ở nhiều nơi để mà nói chuyện và trình bày cái lập trường của miền Nam Việt Nam. Nhưng mà phải nhớ rằng thì là cái giới truyền thông của Hoa Kỳ họ tràn ngập lên tất cả những cái hoạt động khác của chính phủ Việt Nam hay là của những cái giới mà muốn bênh vực Việt Nam. Như một lần tôi đã trình bày rồi, tòa đại sứ Việt Nam qua những cái tổ chức mà gọi là thân Việt Nam, là những người Mỹ, những người Hoa Kỳ có cảm tình với chính nghĩa của miền Nam Việt Nam cũng hoạt động mạnh để mà có thể nói rằng nói trình bày những cái lập trường chính đáng của miền Nam Việt Nam. Nhưng mà ví dụ như tôi đã nói một lần rồi là cứ mỗi buổi chiều vào cái tin buổi chiều chẳng hạn đó, thì ở trên cái màn ảnh của những các đài truyền hình thì làm sao mà những người như trong giới bênh vực Việt Nam có thể chen chân vào đấy đó rồi. Trong khi hàng ngày họ đưa ra những cái hình ảnh nào là quân lính của Hoa Kỳ bị thương hay là chết chóc hoặc là những chuyện bê bối của Việt Nam mà họ đưa ra, thì thành ra rằng thì là những cái hiện tượng đó tràn ngập lên ở trên chính quyền Hoa Kỳ. Và vì vậy chúng ta thấy rằng như là trong cái gọi là trong cái cuộc tổng công kích của Cộng sản vào năm Mậu Thân chẳng hạn, thì từ sáng đến tối trên màn ảnh của những cái đài của truyền hình của Hoa Kỳ toàn những cái tin bất lợi cho Việt Nam hết cả. Mà còn những cái tin hoặc là những cái phần trình bày để mà bênh vực cái lập trường Việt Nam thì hầu như là quá ít ỏi để mà chống chọi lại được với cái gọi là cái phong trào mà nghĩa là lan tràn của những cái giới mà người ta gọi là phản chiến. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi đoạn 8, cũng là đoạn cuối của phần 6 phim tài liệu Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao từ năm 1965 đến năm 1975, qua đề tài phong trào phản chiến và ảnh hưởng đối với chính sách Việt Nam của Hoa Kỳ với cựu đại sứ Bùi Diễm. Như ông đã nói đó, thì sự ảnh hưởng của truyền thông và báo chí ảnh hưởng rất lớn lên cái niềm tin và sự đánh giá về chiến tranh của người dân nói chung. Thì nguyên nhân nào mà giới truyền thông ở Hoa Kỳ lại họ có một cái thái độ ủng hộ phong trào phản chiến đến như vậy? Để trả lời câu hỏi đó thì mình lại phải trở lại cái gọi là cái sự kiện, là cái bản chất của cái giới truyền thông. Với những người mà làm việc trong giới truyền thông thì phần nhiều là những người ở trong cái giới thiên tả, không phải lúc bây giờ trong trận chiến tranh mới có, mà ngay bây giờ ở thời buổi mới này cũng có những cái khuynh hướng, nghĩa là bảo là tuyệt đối là đi theo Cộng sản thì không phải, nhưng mà cũng có những cái khuynh hướng gọi là ít nhiều thiên tả. Cho nên rằng thì là một cách chung chung thì cái giới truyền thông
của Hoa Kỳ cũng như giới truyền thông ở nhiều nước khác, họ có cảm tình với những cái phong trào tranh đấu mà lúc bây giờ người ta cho là phong trào tranh đấu để mà mang lại, có thể nói, công bằng xã hội cho người dân. Riêng cá nhân tôi chẳng hạn, thì hầu hết một tuần có 7 ngày, thì tới 5 ngày tôi tiếp xúc với giới báo chí Hoa Kỳ. Cứ đến buổi trưa thì Đại sứ quán Việt Nam, tôi có mời các đại diện báo chí Hoa Kỳ tới dùng cơm trưa với tôi. Thì một phần nào tôi cũng cố gắng để mà đưa ra cái lập trường chính đáng của miền Nam Việt Nam. Tôi phải đối phó rất nhiều với những cái câu hỏi ấy. Người ta hỏi câu hỏi Việt Nam có phải là một chế độ độc tài hay không? Tại sao Việt Nam tham nhũng nhiều như vậy? Quân lính Việt Nam có thực sự là chiến đấu để bảo vệ đất nước Việt Nam không? Hay là có thể nói rằng là quá yếu kém để mà không thể đối phó được với Việt? Thì tất cả những câu hỏi đó của giới báo chí Hoa Kỳ thì thường thường hàng ngày buổi trưa họ đến với tôi, họ đặt ra những cái câu hỏi đó. Thì tôi cũng cố gắng tôi trình bày cái sự thực theo cái con mắt của tôi nhìn về tình hình ở Việt Nam. Thì có lẽ cũng một phần nào cũng có đem lại được một chút ánh sáng cho cái vấn đề mà gọi là tình hình ở Việt Nam. Nhưng mà như tôi đã trình bày đó, những cái sự cố gắng của tôi hoặc là của những người bạn Hoa Kỳ hoặc là những cái ở ngay ở Việt Nam chẳng hạn ấy, không có thể nói không đủ để mà đối chọi lại với lại những cái lời tuyên truyền của Bắc Việt cộng với cái sự ủng hộ của giới truyền thông ở trên quốc tế và cộng với cái sự ủng hộ của những cái phong trào cộng sản ở khắp các nơi. Thưa ông có thể sơ lược về cái ảnh hưởng của phong trào phản chiến qua qua các cái sự ảnh hưởng của nó đối với, nhất là về với các cá nhân trong giới chính trị, thứ hai là về trước và sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, thứ ba là ảnh hưởng của nó đối với hội đàm Paris, thứ tư là ảnh hưởng của nó sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam. Thì để trả lời cái câu hỏi đó gồm có nhiều câu hỏi nhỏ, nhưng mà để trả lời đó thì tất nhiên là cái phong trào phản chiến và tất cả những cái gọi là những cái người hoặc là những tổ chức mà để ủng hộ cái phong trào phản chiến đó có một ảnh hưởng rất lớn đối với chính quyền Hoa Kỳ và ngay cả đối với những cái chính quyền ở những nước khác. Mà vì vậy cho nên rằng thì là khi mà có những cái cuộc điều đình ở Ba Lê để mà tiến tới hiệp định Ba Lê ký năm 1973 đó, thì miền Nam Việt Nam phải đối phó với tất cả cái dư luận chung ở trên thế giới. Cái dư luận chung ở trên thế giới có thể gồm lại trong hai điều: chiến tranh Việt Nam đã kéo dài quá lâu rồi, và thứ hai nữa, trong cái trận chiến tranh Việt Nam đó ấy, người miền Nam Việt Nam nghĩa là thiếu khả năng đứng về cái phương diện mà đối phó với lại miền Bắc. Và vì vậy cho nên là khi người ta đã thấy rằng thì là cái trận chiến tranh quá lâu mà cái khả năng của miền Nam, bởi vì có những vấn đề tham nhũng, bởi vì có những vấn đề yếu kém không đủ để mà đối phó lại với miền Bắc, thì cái dư luận chung ở trên thế giới người ta nản và người ta đi tới cái điểm là phải chấm dứt Việt Nam gần như bằng mọi cách, chấm dứt cái chiến tranh ở Việt Nam gần như bằng đủ mọi cách. Như là một đôi lúc tôi đã trình bày với cái chính phủ Việt Nam là tôi có nói rằng thì là lúc này đã tới lúc dư luận ở trên thế giới và trên chính trường quốc tế không còn là
vấn đề làm thế nào để mà chấm dứt trận chiến tranh ở Việt Nam, mà là vấn đề bao giờ thì chấm dứt được trận chiến tranh Việt Nam. Tức là nghĩ dư luận quốc tế bị thôi thúc, dư luận Hoa Kỳ bị thôi thúc bởi cái tình trạng kéo dài của chiến tranh ở Việt Nam. Và vì vậy cho nên là càng ngày người ta càng tiến gần đến những cái cuộc điều đình ở Ba Lê. Mà đặc biệt nếu mà chúng ta trở lại những cái cuộc điều đình bí mật của ông Kissinger với Lê Đức Thọ, thì người ta thấy rằng với cái sự thôi thúc đó của dư luận Hoa Kỳ và của dư luận các nước trên thế giới, cái việc mà ông đi đêm, của ông Kissinger đi đêm với Lê Đức Thọ ấy, chỉ là những cái bước đường để mà làm sao kiếm được một cái thỏa hiệp nào tại hội nghị Ba Lê để mà sớm chấm dứt chiến tranh. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Phần 7 phim tài liệu Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao từ năm 1965 đến năm 1975, dựa vào các cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Bùi Diễm, sẽ được phát hình vào tối mai thứ Tư, 17 tháng 3, 2021. Xin mời quý vị nhớ đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.